xin chào anh em. Lần đầu tiên anh em xem kênh video của Khánh thì Khánh phụ trách kinh doanh tại công ty Đại Phát Tín quận 12 chuyên phân phối kinh dòng xe tải Hino. Quay trở lại video ngày hôm nay, trước mắt anh em đây là một cái phiên bản, đó là hai xe, đó là xe Ben và đây là dòng xe nền chassis để đóng xe chuyên dùng. Nhất là anh em có thể đóng được xe Ben, thứ hai là anh em có thể đóng xe ép gác nhá. Thì hiện tại thì đây là cái phiên bản Hino nhập CKD 3 cục. Thì hôm nay Khánh sẽ đi giới thiệu chi tiết cho anh em về thiết kế bên ngoài và chi tiết về phần chassis cũng như là về phần động cơ. Và cuối video thì Khánh sẽ công bố cái mức giá để anh em có thể bỏ ra để sở hữu cái phiên bản xe Ben 5 khối này nhá. Thì cái phiên bản này với mức cái tập tiền như thế này thì anh em có sở hữu được cái những cái trang bị như thế nào trên cái phiên bản xe Ben FC này nhá. Và trước mắt anh em đây là hai xe nền chassis của phiên bản FC, và dòng này là chassis ngắn để anh em có thể đóng được các dòng xe chuyên dùng như xe ép gác và xe Ben nha anh em. Hiện tại xe ép gác thì anh em có thể đóng trên phiên bản này sẽ được 9 khối và xe Ben thì anh em sẽ đóng được 5 khối. Và tải cho phép chở hiện tại của phiên bản này đối với xe Ben hôm nay Khánh giới thiệu cho anh em là mẫu xe Ben, đó là 6,3 tấn nha anh em. Thì anh em thấy đây, với thiết kế mẫu cabin của nó là dạng địa hình, nên anh em thấy phần thứ nhất điểm đập vào mắt của anh em trước mắt đó là về phần cản phía dưới. Anh em thấy cản đây, về phần cản của nó là sử dụng cản thép nha anh em. Đây, cản thép chứ không phải là thiết kế của mẫu phiên bản dòng xe mui bạc hoặc là thùng kính. Nó sẽ có một cái phần cản composite phía dưới, nhìn cái xe nó nhìn khá nó có vẻ đẹp ngoài hơn so với cái phiên bản của địa hình này, thì nó sẽ có cái vẻ hầm hố hơn đấy. Và phía trên của nó là về phần cụm đèn, hiện tại anh em thấy đây, đây là cụm đèn halogen kết hợp dàn vị trí cũng như là đèn chiếu sáng. Pha cốt nó về một cụm vàng giống như kiểu mắt cáo, anh em thấy khá là to và khả năng chiếu sáng của nó cực kỳ tốt. Lên phía trên của nó nữa là về phần cụm đèn xi nhan. Đèn xi nhan hiện tại trên phiên bản này sử dụng là đèn xi nhan halogen nha anh em. Và hầu như cái mẫu FC này Hino nó không có sự cải tiến cũng như là không có thay đổi gì nhiều về cái vẻ đèn xi nhan cũng như là đèn chiếu sáng của nó. Hiện tại vẫn giữ cái nguyên bản từ những năm 2017 trở về trước, và hiện tại năm 2020 là cũng sử dụng cái mẫu đèn chiếu sáng như thế này. Và về mặt ga lăng thì cũng không có sự thay đổi gì nhiều. Đấy, sau ga lăng vẫn vị trí trung tâm nó là logo chữ H cách điệu mạ chrome kết hợp, đó là về cái phần mặt ga lăng phía dưới là mặt ga lăng tầng nha anh em. Và kết hợp là phần các hốc gió để khả năng làm mát động cơ bên trong nó sẽ tốt hơn. Nhãn hiệu vẫn là nhãn hiệu Hino, mạ nhôm, nhìn khá là đẹp và bắt mắt, logo đây. Đây. Và bên trái là bên phải Khánh đây là thuộc dòng series 500, thuộc phân khúc FC dành cho đóng xe chuyên dùng nha anh em. Về phần phía trên nữa của nó là về phần gương chắn gió, kính chắn gió. Hiện tại sử dụng là kính chắn gió dạng lớn và có khả năng chịu va đập cực kỳ tốt. Đây, kính chắn gió hiện tại của nó, của Loro Hino luôn. Đấy. Và về phần gương thì hiện tại gương chiếu hậu thì anh em thấy trên phiên bản 2018 trở về đây Hino có sự thay đổi và sự cải tiến, giúp cho khả năng quan sát của anh em tài xế, người tham gia giao thông trên phiên bản xe này thì được rộng hơn, quan sát tốt hơn. Với thiết kế đó là hai gương, một gương U lớn nè, với lại một gương vuông nè, anh em thấy một gương vuông giúp cho khả năng quan sát cực kỳ tốt luôn. Bên tài phụ nó sẽ có một cái gương, đó là gương quan sát được cái lớp xe bên tay phải nha anh em, của tài xế nha. Thì anh em hãy cùng Khánh đi vào khám phá nội thất bên trong của phiên bản xe Ben này, nó có đáng để anh em sở hữu nó hay không nhá. Đấy, anh em thấy đây, thiết kế về cái phần cửa nè, anh em thấy đây, cửa nhìn nó khá là đẹp và hài hòa với hai màu đặc trưng, đó là màu đen của nhựa đen nè, và về phần màu sơn trắng của Hino. Đấy, cửa thì mở cơ và gương thì hiện tại có thể chỉnh được là gương chỉnh điện nha anh em. Đây, gương chỉnh điện. Và đây là về cái phần gạt tàn thuốc của anh em tài xế. Đây, đi thẳng vào khoang bên trong nội thất. Em thấy đây, khoang nội thất bên trong của nó khá là rộng rãi nha anh em. Khá là rộng rãi với thiết kế là 3 chỗ ngồi.
Và trên phiên bản này, phiên bản FC của TCG 500 thì nó sẽ không có giường nằm nha anh em. Cái mẫu FG 8 tấn thì anh em sẽ có được trang bị đó là một giường nằm phía sau, còn phiên bản này chỉ trang bị là ba ghế ngồi thôi. Và ghế hiện tại bọc da nỉ và xe nó vừa về showroom Đại Phát Tính Khánh nên còn hiện tại còn bọc cái lớp bọc nhựa bên ngoài để chống bụi. Thì hiện tại thì cái lớp bọc da nỉ nhìn cũng khá là sang trọng luôn. Đấy, đi thẳng vào bên trong, anh em có thể quan sát. Anh em có thể quan sát cái không gian cũng như là cái khoảng không gian để anh em tài xế có thể quan sát khi mà tham gia giao thông, nó khá là rộng nha. Đấy, khá là rộng với cái góc chữ A thiết kế của Hino thì thiết kế luôn đi nhỏ gọn. Điều không thể bỏ qua đó là về phần trang bị theo xe. Đó là hiện tại trên phiên bản xe Ben đời 2020 anh em sở hữu thì được trang bị là máy lạnh Denso 2 chiều của Nhật Bản nha anh em. Cái hốc gió nè, cái cần điều chỉnh nè, 2 chiều. Và điều không thể bỏ qua nữa là về cái phần radio giải trí. Radio nè, đấy, USB nè, cổng jack 3.5 nè. Và cái màn hình hiển thị VCD nó rơi tầm khoảng là 2 inch nha anh em. 2 inch nó nằm ở đây vị trí hiển thị các đài FM, AM và các thông số. Đấy, cơ bản thôi, các những cái hốc gió nè, anh em có thể thấy. Thì xe được trang bị đó là các hộc để đồ phía trên, giúp cho anh mình có thể để những cái giấy tờ cũng như cái sổ bảo hành để trên đây nó tránh bị thất lạc nha anh em. Đấy, thì ngoài ra thì đây là về mặt trung tâm của nó. Đó là trang bị về cái phần qua lăng nha anh em. Qua lăng hiện tại trên phiên bản này là qua lăng hai chấu kết hợp là còi hơi và chữ H là chữ H cách điệu mạ cờ rơm. Chữ H cách điệu mạ cờ rơm nằm vị trí trung tâm của logo của qua lăng. Đấy, qua lăng cực kỳ cầm nắm khá là thoải mái luôn nha anh em. Đấy, nói chung là khi những nhà đầu tư xe thì ai cũng định hướng cho mình lên những cái dòng xe cao cấp hơn. Và đây là một cái phiên bản xe, đó là xe Hino và không thể bỏ qua khi mà anh em tài xế chạy những dòng xe tải đi từ dòng những dòng hạng trung cho đến hàng cao cấp thì Hino đây là thuộc phân khúc khá là ok nha anh em. Điều nhiều khách hàng mong muốn tới. Và đây là bảng trung tâm của nó, bảng đồng hồ trung tâm với các tắp lô trung tâm đây, với hiển thị là dòng số km trên giờ nè, báo nhiên liệu nè, báo số ký hơi nè, hệ thống phanh hiện tại là phanh dầu nhưng mà trợ lực hơi nha anh em. Đấy, hệ thống phanh dầu trợ lực hơi khánh đạp nè. Đó, đó anh em nghe tiếng hơi nó xả ra và báo nhiệt độ nước làm mát nè, vòng tua máy nè. Ngoài ra thì các đèn cảnh báo cơ bản khác, đấy, trang bị khá là đầy đủ luôn. Bảng đồng hồ thì nhìn vô là anh em nhận biết được cái bảng đồng hồ của Hino và những dòng xe khác nhau. Xe thì ngoài ra thì những cái cần gạt này thì nó cũng cơ bản những so với những cái phiên bản khác thôi. Hai bên, bên trái thì lúc nào cũng là sử dụng cho đèn pha code chiếu sáng, đèn xi nhan. Bên phải là hiển thị về cái cho anh em sử dụng về cái cần gạt mưa nè, hoặc là hệ thống phanh hiện tại trên phiên bản này nó cho đều có trang bị, trên phiên bản của Hino đều có trang bị hệ thống phanh khí xả nha nè. Đây, hệ thống phanh khí xả khánh bật lên nè, khánh sẽ bật lên anh em sẽ thấy hệ thống phanh khí xả đẩy xuống, nhưng mà anh em nổ máy lên thì nó sẽ hiển thị nha. Và hệ thống hộp số thì đây là cái tay nắm anh em không thể bỏ qua nữa, là hộp số hiện tại trên phiên bản này trang bị hộp số là 6 cấp, 6 số tiến và 1 số lùi nha anh em. Đấy, sử dụng khá là đơn giản thôi, khá là đơn giản. Khánh sẽ làm một cái video hướng dẫn cho anh em về cái gài số cũng như là đi số của tất cả các phiên bản của xe đi từ series 300 đến series 700 luôn nha. Và đây là phanh tay của nó, phanh tay phanh cơ thôi và cầm nắm khá là dễ dàng. Thì Khánh cũng đi sơ lược về nội thất, ngoại thất. Và tiếp đến thì anh em hãy cùng Khánh đi về chassis nha. Và một phần nữa sẽ đi về cái khối động cơ trang bị trên cái phiên bản xe Ben này nhá. Thì hiện tại trên cái phiên bản xe chassis này, xe nó sẽ trang bị như thế nào? Thì hiện tại về cái lớp thì hiện tại anh em thấy đây, lớp thì hiện tại xe nó trang bị đó là lớp 8.25G16 Yokohama. Và lớp này hiện tại là phiên bản lớp đồng nhất từ phía trước và bánh sau luôn nha. Đây, với trang bị là 5-6 tắc kê, anh em có thể dễ dàng tháo lắp và thay thế.
Và trên xe Ben hiện tại trên cái phiên bản tầm phân khúc hàng trung này thì hiện tại cái lắp phía sau hiện tại nó sử dụng vẫn là cầu lắp nha anh em. Đấy, cầu lắp nó kết nối trực tiếp từ bộ V-side qua đây luôn. Đấy, cầu là cầu lắp. Và bình nhiên liệu hiện tại phiên bản này nó trang bị bình nhiên liệu đó là 200 lít. Đấy, bình nhiên liệu 200 lít giúp cho anh em có thể vận hành suốt cái quãng đường hành trình mình vận hành chở sang lắp mặt bằng hoặc là mình chạy những cung đường dài. Và về đây là phần chassis, anh em có thể thấy chassis nó nhìn khá là chắc chắn và khỏe khoắn nha anh em. Đây, chassis của Hino thì khỏi bàn rồi, nó khá là dày và những cái ốc GV được hãng trang bị giúp cho khả năng chịu tải cũng như là khả năng chịu lực của nó được phân bố đều hơn. Thì tiếp đến thì anh em sẽ hãy cùng Khánh đi khám phá về cái khả năng chịu tải cũng như là cái trang bị trên cái phiên bản xe Ben này có gì đặc biệt nhé. Hiện tại xe Hino hiện tại là dòng xe đi đầu trong phân khúc chịu tải trọng cũng như là khả năng chịu tải. Thì với cái trang bị phía trước là bộ nhíp đa lá phía trước, anh em thấy đây, hiện tại xe trang bị đó là 8 lá nhíp phía trước nha anh em. Đây, khá là dày và to, giúp cho khả năng chịu tải của xe Hino tốt hơn so với những cái phiên bản cùng phân khúc như Isuzu hoặc là Hyundai. Đấy, về cái hệ thống giảm sóc phía trước và tiếp đến là hệ thống giảm sóc phía sau. Anh em có thể thấy hệ thống giảm sóc phía sau của xe Hino là trang bị hệ thống giảm sóc cũng là nhíp đa lá, nhưng mà hiện tại là nhíp đa lá 2 tầng nha anh em. Trang bị là 2 tầng, giúp cho khả năng chịu tải và khả năng vượt dốc nó cực kỳ tốt. Với trang bị đó là bộ cầu sau, đó là cầu lắp, và cầu lắp này là dạng cầu lớn. Đây, cầu khá là lớn luôn, giúp cho khả năng chịu tải vượt dốc của xe Hino nó sẽ tốt hơn so với những cái phiên bản cùng phân khúc. Và tiếp đến là trang bị về cái khối động cơ nha anh em. Thì hiện tại khám phá về cái khối động cơ của phiên bản xe Ben Hino 5 khối này nó có gì đặc biệt. Đây, hiện tại đây là cái trang bị của nó. Thì cũng theo nhiều ý kiến của những cái khách hàng cũng như là anh em đã sử dụng qua cái phiên bản xe Hino rồi, thì bảo dòng xe Hino trang bị trước kia là Hino 2017 trở về trước là dòng xe ga cơ, nó sẽ sử dụng khỏe hơn và bền hơn và tốt hơn so với cái phiên bản ga điện hiện tại 2018 trở về đây. Thì hiện tại thì Hino nó không còn sản xuất cái phiên bản xe ga cơ nữa, nó chỉ sản xuất cái phiên bản xe ga điện thôi nha anh em. Thì đi theo cái yêu cầu cũng như là cái bộ môi trường thì hiện tại nó bắt buộc là sử dụng cái dòng xe hiện tại trang bị đó là tiêu chuẩn khí thải Euro 4, là đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, nên hiện tại trên tất cả các phiên bản của Hino hiện tại là trang bị cái hệ thống phun nhiên liệu điện tử. Đấy, và tiếp đến nữa nó có gì đặc biệt trên cái phiên bản 2020 này thì Khánh đảm bảo 100% với anh em, đó là cái dòng ga điện của Hino hiện tại về đi khả năng vượt dốc vượt đèo nó cũng cực kỳ tốt và không có gì thua kém hơn so với những cái phiên bản ga cơ trước kia nha anh em. Đấy, và xe cái dòng xe Ben hiện tại chassis này hiện tại nó trang bị cái khối động cơ đó là 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng, tua bin tăng áp và làm mát bằng khí nạp. Hiện tại xe nó có trang bị tua bin đây nha. Đây, cái tụt bô tăng áp nó nằm ở đây luôn, khá là to. Những cái chi tiết cũng là cái khung bo viền được hãng trang bị và thiết kế lắp đặt một cách là khá là gọn gàng và chi tiết. Hiện tại xe có dung tích xi lanh đó, động cơ đó có dung tích xi lanh là 5.123cc. Với công suất cực đại hiện tại đạt là 180 PS tại 2.500 vòng chinh phút, giúp cho khả năng vượt dốc và chạy đường sình lầy cực kỳ tốt, cực kỳ khỏe luôn. Và hộp số trên phiên bản này nó trang bị đó là hộp số anh em thấy trước mắt đây. Hộp số nó khá là to nha anh em. Hộp số hiện tại trang bị là hộp số 6 cấp, 6 số tiến và 1 số lùi. Đấy, số 1 đến số 6 là số tăng áp. Và những cái lắp để truyền công suất từ động cơ ra cái bộ V-side phía sau là cầu sau đây. Nó khá là to nha anh em. Hiện tại là sử dụng 2 khúc, tại vì chassis ngắn sử dụng chỉ 2 khúc thôi. Khá là to. Đấy, thì phía dưới của cabin xe hãng thì sẽ được trang bị một miếng lớp cách nhiệt, giúp cho khả năng cách nhiệt hoàn toàn tốt giữa phần động cơ và phần khoang cabin bên trong, giúp cho nó sẽ không bị nóng.
Thì cũng cuối video thì hiện tại Khánh sẽ công bố cái mức giá để anh em có thể sở hữu một cái phiên bản xe Ben 6,3 tấn và thuộc 5 khối này. Thì hiện tại cái mức giá anh em có thể bỏ ra trước mắt là anh em có thể bỏ ra từ 270 triệu đến 300 triệu thì anh em có thể nhận xe nha. Thì hiện tại ngân hàng nó hỗ trợ cực kỳ tốt với cái lãi suất, nó rơi khoảng 0,75% trên tháng, nó sẽ cố định 12 tháng đầu tiên và những tháng sau thì nó sẽ theo biên độ của nhà nước. Và thời gian vay của anh em thì anh em có thể vay từ 3 năm đến 6 năm. Đấy, thì tùy vào thời điểm cũng như là tùy vào nhu cầu của khách hàng. Và khi anh em liên hệ với Khánh vào số hotline 0938 285259, Khánh đã để trên màn hình, thì Khánh sẽ tư vấn chi tiết hơn cho anh em về cái khoản vay cũng như là số tiền anh em có thể bỏ ra để sở hữu cái dòng phiên bản xe Ben 5 khối 6,3 tấn này. Khánh cũng đã vừa giới thiệu cho anh em về cái thiết kế ngoại thất bên ngoài và nội thất, thì cũng như là đi chi tiết về cái dòng xe Ben để đóng xe chuyên dùng này. Thì cái quyền lựa chọn của anh em là chỗ anh em, thì anh em bỏ ra cái khoản tiền như thế thì nó sẽ nhận được những gì từ cái dòng xe Hino này thì Khánh cũng đã giới thiệu chi tiết cho anh em xem rồi. Thì anh em hãy nhớ cho Khánh những cái lời bình luận về cái sự lựa chọn của anh em ở phía dưới nha, thì Khánh sẽ phản hồi và giải đáp cho anh em chi tiết hơn. Thì anh em nào có nhu cầu mà muốn xem xe thiệt hoặc là trải nghiệm xe, chạy thử dòng xe Hino, thì hãy đến địa chỉ 1286 quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, là công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phát Tính bên Khánh đây. Thì Khánh sẽ giới thiệu cũng như là tư vấn chi tiết cho anh em hơn. Thì xin cảm ơn anh em. Anh em hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Khánh, thì Khánh sẽ có động lực để làm những cái video về cái dòng xe Hino tiếp theo cho anh em xem và tham khảo qua. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.